Xin chào các bác đang theo dõi kênh bên em nhé. Hôm nay thì em lên cho các một cái mã Onkyo, mã này mã hơi hiếm nhá, 7GDV, hàng VIP luôn. Dòng này thì được trang bị bát 13 bằng carbon, viên cao su, tép của nó là dòng chép rong nó nụa các bác nhá, rất là mềm. Loa về thì 4 chân đê căng đầy đủ nhá. Này, hình thức đây. Đấy. Ok nhá. Con này thì về số series của nó hơi khác một tí này, nhưng cơ bản về hình thức thì nó chẳng khác nhau luôn, bởi vì nó là cùng một mã mà. Đấy, đều là 7 gauge nhá. Đấy, màu sắc giống y chang. Đây, 7 gauge DV. Đấy. Họ DV. Cái dòng này thì bass của nó sẽ sâu và rất là chắc các bác nhá. Rất phù hợp cho bác nào mà thích nghe bolero. Đấy, hay là nhạc vàng. Bác nào có công suất rồi thì cứ chỉ việc gọi là alo cho em và lấy loa về là ghép vào thôi nhá. Đấy. Về kích thước này, bát sử dụng đây, bát 13 nhá. Này nó là bát 13. Còn vỏ của nó này, rộng là 15.5 này. Sâu là 23.5 này. Cao đạt tới là 26.5. Đấy. Thì đấy là về kích thước của sản phẩm các bác nhá. Ok, giá của cặp này thì thôi em để các bác bình thường, còn nếu con này là mã và series của nó mà trùng nhau thì giá con này sẽ là khoảng là 1.450.000. Đấy, nhưng thôi em để qua cặp này là 1.180.000 nhá. 1.180.000. Đấy, thì bác nào chốt cặp này thì alo luôn cho em qua số 0966 594581 hoặc số 0979 891682 nhá. 1.180.000. Quá tuyệt vời luôn. Đấy, thì bác nào chốt thì alo cho em qua số là 0966 594581 hoặc số 0979 891682 để em test bản giao nhá. Test cho bác là bảo là bát, tép hoạt động ok. Đấy, sau đó bên em mới đóng hàng, đóng thùng xốp rồi cuốn ni lông cũng từ đầy đủ cho các bác. Các bác nhận hàng yên tâm nhá. Đấy. Không phải nghĩ. Riêng nhà em đóng hàng thì cực kỳ cẩn thận nên các bác thoải mái, không phải lo cái chuyện là sợ về là thế này thế nọ nhá. Đấy, bọn nào ngoạ máy trăng thì mới đấy thôi, chứ còn cơ bản thì nhà em gửi rất là nhiều rồi, nhà em gửi cả 100.000 đơn rồi. Nhưng mà chưa thấy một khách hàng nào phản hồi là hàng về của anh bị thế này thế nọ đâu. Đấy. Đấy, còn bác nào cần cửa hàng nhà em thì có thể là qua trực tiếp nhá. Nhà em thì ở số 57 đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình, quận 5 Từ Liêm, thành phố rồi nhá. Cách bến xe Mỹ Đình chỉ khoảng mấy trăm mét thôi. Đấy thì các bác có thể là qua trực tiếp hoặc là đặt hàng online đều được nhá. Vâng, em xin phép kết thúc video tại đây. Xin chào các bác.